Chào mọi người, như clip trước mình đã chia sẻ về ba kinh nghiệm xin visa phỏng vấn Mỹ. Mình xin tóm tắt gọn lại là cái kinh nghiệm đầu tiên là trang phục của mình. Mình chỉ bận làm sao để cho mình cảm thấy tự tin thoải mái nhất, chứ không cần quá cầu kỳ chỉnh chu. Cái kinh nghiệm thứ hai là tác phong của mình, cái thần thái của mình phải tự tin và bất cần. Và cái kinh nghiệm thứ ba là mình phải biết cách để làm cho lãnh sự quán họ có thiện cảm tốt với mình, họ có cảm tính tốt với mình thì họ sẽ dễ dàng cấp visa cho mình. Video này mình sẽ chia sẻ về cách thức phỏng vấn visa Mỹ, làm sao để biến hồ sơ của mình từ một hồ sơ bình thường cho nên hồ sơ đặc biệt, và cách thức để mình làm chủ cuộc phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ. Tại vì nếu như hồ sơ của mình quá bình thường mà mình vô mình phỏng vấn mình cũng trả lời bình thường, lãnh sự quán hỏi cái gì mình trả lời cái đó, thì cái tỷ lệ rớt của mình là rất cao. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như mà bạn đầu phỏng vấn thì có lẽ là cả nước Việt Nam này đi Mỹ hết rồi. Vì nếu hồ sơ mình quá bình thường mà mình cũng trả lời bình thường thì khó mà có thể lấy được visa Mỹ. Bây giờ hồ sơ như thế nào gọi là đặc biệt và hồ sơ như thế nào là bình thường? Thì hồ sơ đặc biệt, hồ sơ nhìn vô là thấy có được nhiều điểm cộng. Ví dụ như một bạn muốn đi xin visa đi du học Mỹ, bạn này ở Việt Nam đã học trường quốc tế, ví dụ như trường sàn TET, đã lấy được cái bằng AA sau 2-3 năm học ở sàn TET. Cái bằng AA này của sàn TET được cấp bởi cái trường ở bên thành phố Houston, Texas. Cái bằng AA này bên Mỹ á, được coi giống như là cái bằng cao đẳng 2 năm ở Việt Nam vậy á. Là sau đó bạn đó xin phỏng vấn visa du học Mỹ để qua Mỹ tiếp tục học liên thông lên bằng đại học. Thì cái trường hợp của bạn này là bạn này đã có tiếng Anh, bạn này đã có bằng cấp AA của Mỹ, thì cái cơ hội để mà bạn đó vô phỏng vấn đi xin visa du học Mỹ là rất cao, trên 90% là sẽ đậu, trừ khi bạn đó vô phỏng vấn trả lời ấp a ấp úng thôi. Còn những trường hợp xin visa du học không đặc biệt là như trường hợp của mình, là mới học xong cấp 3 và đang học dở dang đại học, hoặc là chưa tốt nghiệp xong đại học, và những trường hợp tốt nghiệp luôn đại học ở Việt Nam xin qua học thạc sĩ ở Mỹ luôn, những trường hợp đó gọi là trường hợp bình thường. Bình thường là sao? Tại vì đất nước Việt Nam này 10 người hết 9 người là có hồ sơ như vậy rồi. Có thể 100 người hết 99 người là cũng có hồ sơ như vậy rồi. Học hết cấp 3, đang học đại học và vừa học xong đại học là một cái hồ sơ quá bình thường so với lãnh sự quán Mỹ. Thì khi mình vô phỏng vấn, làm sao để mình biến cái hồ sơ đó của mình thành cái hồ sơ đặc biệt? Chỉ qua cách mình trả lời phỏng vấn thôi. Vì hồ sơ mình quá bình thường rồi, thì thành ra khi mà mình phỏng vấn á, mình phải làm sao cho lãnh sự quán thấy trường hợp của mình là đặc biệt. Mình ví dụ như thế này. Nếu như là bạn mỗi người có một cái câu chuyện riêng nha. Giờ mình lấy một cái ví dụ. Ví dụ như nhà bạn này có ba là bác sĩ, đã có phòng mạch rồi, thì khi mà bạn đó xin phỏng vấn xin visa du học Mỹ á, qua Mỹ học học về ngành y, thì khi mà lãnh sự quán Mỹ hỏi là kỳ này em qua Mỹ em học ngành gì, không chỉ dừng lại ở câu trả lời là kỳ này qua học ngành y, mà bạn đó phải phân ra thêm, phải chêm vô thêm là kỳ này em qua học ngành y để khi mà em học xong rồi em về em phát triển lên cái phòng mạch hoặc bệnh viện của ba em lên, cho nên nó mạnh hơn và nó trở nên nó quốc tế hóa hơn. Nói chung là bạn phải biết cái điểm cộng của hồ sơ mình là gì để mình chêm vô. Tại vì sao? Vì lãnh sự quán Mỹ nó sẽ không có hỏi hết những câu hỏi mà mình đang mong đợi đâu, mà mình phải biết cách chêm vô những cái câu trả lời đó. Chứ mình không thể nào mà mình ngồi mình đợi lãnh sự quán hỏi hết. Khi mà lãnh sự quán hỏi mình vài câu và nó thấy mình trả lời quá bình thường, hỏi gì trả lời cái đó, thì nó sẽ trở nên nhàm chán và nó thấy hồ sơ của mình không có gì đặc biệt. Và người này đi du học cũng khả năng quay về lại Việt Nam là không cao. Thì khi mà bạn trả lời là bạn học xong, bạn về bạn phát triển cái phòng mạch, cái bệnh viện hay cái phòng khám gì đó của nhà bạn lên á, thì nó đã nhìn vô thấy là cái cậu học sinh này là qua Mỹ để học ngành y để mà lấy cái kiến thức của bên nước ngoài về mà để về lại Việt Nam mà phát triển cái công việc của nhà lên. Chứ nếu bạn chỉ dừng lại ở câu trả lời là kỳ này qua học ngành y, chỉ trả lời dừng lại ở đó, thì cái tỷ lệ mà bạn rớt phỏng vấn là nó rất là cao. Mình có hai người bạn cùng nộp hồ sơ đi du học với mình vào cuối năm lễ 10 đó. Hai người này là học trường Sài Gòn Tech, đã lấy được cái bằng cấp tốt nghiệp AA của trường Sài Gòn Tech do Houston cấp. Thì khi mà họ đi phỏng vấn Mỹ á, qua học tiếp lên liên thông đại học bên Mỹ á, họ chỉ cần phỏng vấn một lần là đậu cả hai người luôn. Còn như trường hợp của mình là quá bình thường, mình phải phỏng vấn đến lần thứ ba mới đậu. Lần thứ ba mình đậu là do mình trả lời, mình thêm thắt những câu trả lời của mình vô cho nó trở nên mạnh hơn, và mình cái thần thái, cái phong cách của mình lúc đó mình đã bất cần hơn rồi, mình đã tự tin hơn so với 2 lần trước rồi, và mình gặp được cái cô Mỹ trắng, mình tạo thiện cảm cho cô đó thấy cảm tính là thích mình, nên thành ra là lần thứ ba mình mới xin được visa đi du học Mỹ. Thì cái cách mà mình tạo cho người ta có thiện cảm với mình là khi mà mình vô phỏng vấn đó, các bạn phải chào hỏi lãnh sự, các bạn phải tươi cười, các bạn phải vô cái thế chủ động của một cái cuộc phỏng vấn.
cho nên mà bị động là cái tỷ lệ rớt visa rất là cao. Bây giờ mình sẽ qua cái trường hợp của visa du lịch Mỹ. Trường hợp visa du lịch Mỹ như thế nào là đặc biệt? Nếu mà một người đã từng đi du lịch Nhật Bản, châu Âu, đi Úc và nói chung là những cái nước mạnh, chứ còn như các nước như sinh Thái đồ thì nó sẽ không đủ mạnh. Thì khi mà bạn có một cái hồ sơ đi du lịch rất là mạnh rồi và bạn có một cái tài chính và công việc ở Việt Nam cũng cao thì cái tỷ lệ mà bạn xin visa Mỹ nó sẽ đậu cao. Tuy nhiên những cái hồ sơ đặc biệt này khi mà mình vô phỏng vấn mình cũng phải biết cách thêm vào, ví dụ như là lãnh sự hỏi mình kỳ này qua Mỹ làm gì thì mình trả lời là mình qua đi du lịch vì mình đã đi nhiều nước rồi và Mỹ mình chưa đi nên kỳ này mình rất là muốn đi qua Mỹ để mình du lịch. Mình phải thêm thêm vô là mình đã đi nhiều nước rồi, tại vì đôi khi lãnh sự quán vô phỏng vấn mình á, có những trường hợp họ không có coi passport của mình luôn, để họ không hề biết là mình đã đi du lịch nhiều nước, nên mình phải đưa mình vô cái thế chủ động để mình bắt lãnh sự phải nghe cái câu chuyện của mình. Rồi bây giờ mình qua trường hợp xin visa du lịch Mỹ như thế nào là trường hợp bình thường, là những bạn đang trong độ tuổi lập gia đình từ 25 tới 35, đặc biệt là những bạn gái nha. Khi xin visa du lịch Mỹ thì cái tỷ lệ rớt nó rất là cao. Tại vì cái trường hợp của bạn là quá bình thường, hầu như ai cũng đang trong độ tuổi đó, đang đi làm bình thường và muốn đi du lịch Mỹ. Các bạn phải biết rằng cái hồ sơ của bạn là rất bình thường, tại vì nếu mà hồ sơ của mình đậu thì đa số là nguyên cái nước Việt Nam này nó cũng đậu hết trơn rồi. Thành ra mình phải biến cái câu trả lời của mình trở nên chủ động hơn và đặc biệt hơn. Mình lấy ví dụ bạn đang làm cho một cái công ty và bạn có cái thư mời của đối tác bên Mỹ. Khi mà vô phỏng vấn, lãnh sự hỏi mình làm nghề gì thì mình ngoài cái câu trả lời là mình đang làm cái nghề ở công ty đó, mình phải thêm vô liền là em làm nghề này và hiện tại đang có một cái cơ hội lớn cho công ty của em. Đã có một cái công ty đối tác bên Mỹ mời em và sếp em qua để gặp nhau trao đổi làm ăn công việc gì đó. Có nghĩa là bạn phải biết cách thêm cái câu trả lời của mình vào chứ không chỉ dừng lại là bạn làm nghề gì. Thì như vậy cái hồ sơ của mình sẽ trở nên nó đặc biệt hơn và lãnh sự quán sẽ thấy được cái điểm mạnh của hồ sơ mình và cái tỷ lệ đậu phỏng vấn của mình nó sẽ rất là cao. Giống như cái trường hợp xin lại visa đi du lịch Mỹ của mình á vào hè năm 2015, thì khi mà lãnh sự quán Mỹ hỏi mình kỳ này mình qua Mỹ để làm cái gì thì mình nói là kỳ này mình qua Mỹ để mình khai thuế nhà, mình có một căn nhà cho thuê ở bên Mỹ và mình đã có hẹn bạn đi Las Vegas đánh bài, đi Miami đi du lịch tắm biển. Mình nói thêm như vậy á để cho lãnh sự quán thấy rằng ừ, cái trường hợp của thằng này là nó khá là đặc biệt, tại vì nó có tài sản ở Mỹ, nó có thu nhập ở Mỹ và nó có sắp tới qua Mỹ nó sẽ đi du lịch vòng vòng nước Mỹ, nó sẽ đóng góp cho nước Mỹ thêm tiền. Ok, là mình phải cho thằng này đi Mỹ thôi, mình không có lý do gì mình từ chối nó hết. Đó là cái cách mà mình trả lời phỏng vấn khi mà mình xin visa du lịch Mỹ. Mặc dù khi mà mình qua Mỹ mình có đi Las Vegas, mình có đi Miami không thì nó không hề cần biết. Mình có trả lời như vậy mà mình qua đó mình có việc bận mình không đi cũng không có vấn đề gì hết. Mọi người phải biết rằng mỗi ngày á lãnh sự quán Mỹ chỉ được quyền cấp trong khoảng số lượng bao nhiêu hồ sơ được đậu đó thôi. Cho nên những người mà có hồ sơ đặc biệt và cái cách trả lời phỏng vấn chủ động, cái cách mà mình làm chủ phỏng vấn mà mình trả lời cho lãnh sự quán, mình thuyết phục được lãnh sự quán thì mình mới có cơ hội lấy được visa. Do đó các bạn chuẩn bị xin phỏng vấn visa du học du lịch Mỹ, các bạn hãy suy nghĩ cho mình cái điểm cộng của mình là gì và cái điểm trừ của mình là gì. Mình phải cố gắng mình vô mình trả lời lãnh sự quán, mình phải thêm thắt cái điểm cộng của mình vô chứ đừng đợi lãnh sự quán hỏi. Tại vì lãnh sự quán nó không thích là nó có thể dừng lại cuộc phỏng vấn và nó cho mình rớt visa. Mà mình xin chúc các bạn có được visa Mỹ như mình muốn. Những bạn nào mà đã đi phỏng vấn một hai lần rồi đó thì hãy suy nghĩ thử coi trường hợp của mình rớt là do như thế nào. Mình đã cố gắng trả lời đặc biệt và mình đã cố gắng làm chủ cuộc phỏng vấn chưa? Nếu như hồ sơ của mình quá bình thường thì mình phải làm chủ được cuộc phỏng vấn thì cái tỷ lệ đậu của mình mới cao. Xin chào mọi người, hẹn gặp mọi người ở các video clip sau.